2, 1, action. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Fan Vlog. Hôm nay thì sau một thời gian bàn bóng, mình đã quay trở lại và review bộ Magic the Sweet Sharpie Ice Cream Sundae Cut này đây. Cái bộ chắc rất nhiều bạn biết rồi đúng không? Trong video lần trước thì mình đã giới thiệu rồi, nhưng video này thì mình mới quay tại vì mình hơi bận. Dạo này phải học rất nhiều để thi nữa, nên thi xong thì mình mới quay được. Đây, thì đây là nó có những gì có trong bộ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 màu, 1 xe đẩy, 2 cái đĩa, 1 cái để bóp kim, 1 cái muôi này giống như bộ trước, 1 cái dĩa giống bộ trước, 1 con dao giống bộ trước, 1 cái lăn, 1, 2 và 1 cái cốc này, 1 cái bóp quế. Nhìn chung có vẻ khá là đẹp và hấp dẫn. Bây giờ thì mình sẽ mở bộ này ra luôn nhé. Cái này thì mình đã làm nốt rồi các bạn ạ. Tan tan, ui nhiều quá luôn. Sẽ để đây. Đây, chắc là sẽ có một chiếc xe. Xe này là xe màu xanh này các bạn. Một cái túi đựng khá là nhiều đồ. Đây. Trong này là bông hường đó các bạn, rất đẹp. Mình sẽ để thêm bên này. Đây là sẽ mở cái túi ra nha. Có vẻ nó có cực kỳ nhiều đồ luôn. À nhưng kể cho các bạn luôn, cái bộ lần trước của mình thì bây giờ mình dùng ấy, nó không bị hỏng đâu các bạn ạ. Mình chỉ cần nhồi vào nhớt là bột nặn lại mềm như cũ, và mình lại có thể chơi như bình thường. Nên mình chưa muốn mở bộ này ra vì nó còn khá là tốt. Giờ mình sẽ xếp riêng màu ra. Có vẻ là hơi nát vì cắt hơi lâu. Thì mình sẽ xếp cho các bạn con lại có những cái gì. Cái này gấp vào đây này các bạn. Ô, nhìn hơi kỳ ha. Ôi, dĩa màu vàng. Đây là tất cả những gì có trong bộ. Tàn tàn tàn. Rất là đẹp luôn đúng không? Thì hai cái này, ba cái này này, cả bốn cái này. Đây, tất cả những cái này thì nó đã có trong bộ trước rồi. Được thêm một cái đĩa mới các bạn ạ. Sẽ cách qua một bên. Hai cái ly rất dễ thương. Cái này để ép. Mình không thể sắp lại thành sợi mì nữa các bạn. Các bạn nhìn này. Cách qua đây. Ôi, rất dễ thương luôn. Một con lăn. Tí nữa mình sẽ chơi thử. Và 10 túi màu ở đây. Nhưng mà chính của chúng ta, máy làm kem Magic Dough. Bây giờ thì mình sẽ lắp đặt giống như trên hình nhá. Nó điều này các bạn. Đây, cái này thì nó sẽ là ở đây. Đây được rồi. Phải như thế này. Cây đây là cây trước của người bán hàng. Cái này thì mình thấy lắp ở đây có được không nhỉ? Đó này các bạn. Thì dĩa bày bán xung quanh. Da mình không biết làm gì trong bộ làm kem nữa. Làm màu. À quá trời luôn. Do là như mình đã kể thì mình còn rất là nhiều đất nặng, nên mình chỉ mở một màu để chơi thôi nha. Những trong màu nào nổi một xíu. Màu nào rồi ta các bạn? Màu nào rồi khó quá. Chọn màu tím nha. Hơi tối nhưng mà không, tối lắm. Xanh dương thì sao nhỉ? Vàng. Vàng nha. Đấy, bộ trước của mình cũng chưa có màu vàng nữa. Mình sẽ cắt chỗ này đi. Không, mình bày cho nó đẹp. Mình bày đây cho nó đẹp nha. Bây giờ mình sẽ cắt này ra luôn. Kéo thật là xa xôi. Cái này thì nó mùi nó hơi nhẹ hơn, hơi gắt hơn cái mùi đất bạn kia một xíu thôi, hơi gắt hơn một xíu. Màu thì có vẻ
Cũng mềm nhưng mà không mềm được màu kia. Chắc là do bộ làm kia nó sẽ khác. Ok, bây giờ mình sẽ thử luôn. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái máy này trước đi nha. Mình sẽ làm một kim. Sẽ là đụng bộ vào đây. Ô. Mình ngồi trước kia làm gì? Như thế này. Rồi thì dùng que này và ấn Đúng xuống. rồi. Chết rồi, không phải sao? Bỏ vào đây. Theo như hướng dẫn thì bố mình hướng dẫn thì phải để như này các bạn ạ. Ok, để mình thử nào. Mình biết rồi, ok. Mình không có sai. Ok, giờ sẽ thử nha. Ôi giời. Ôi giời. Game này các bạn. Mỏi tay quá. Hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. À quên nữa. Để mình xoay trở lại cho các bạn xem. Sau đó mình sẽ dùng con dao để cắt cái này. Chắc vậy. À thôi, nó cắt ra được rồi. Nó đeo thành phần một cái khách. Một hộp kem cũng không được xinh cho lắm. Cả chắc là do mình làm không được đẹp. Nó vẫn rất là sạch. Một phát ăn ngay các bạn ơi, sạch lắm luôn ý. Ngoài ra thì mình đã phát hiện ra một công dụng mới của cái scoop kia các bạn ạ. Để mình dọn nốt cái này đã. Đây, ngoài việc có thể đó các bạn, ngoài việc có thể ăn như thế này, một cái dĩa màu vàng ăn với kem màu vàng. Ngoài việc có thể làm như vậy thì chúng ta còn có thể sử dụng nó trong một cách khác nữa. Nó chính là như thế này đây. Mình sẽ ấn nó ra một cái đĩa như thế này và scoop nó lên. Mọi người biết để làm gì không? Để lấy một cái đĩa khác ra. Giờ mình sẽ cho vào cái đĩa này nhé. Rất là xinh luôn. Rất là đáng yêu và dễ thương. Mình là nốt 2 scoop cho nó đầy đủ. Xin mời mọi người ăn. Bộ này mình thấy rất là xinh luôn. Ngoài ra thì các bạn có thấy những cái khuôn ở đây không? Để mình ấn nút vào đây cho nó đẹp. Đây các bạn thấy những cái khuôn này để chúng ta trang trí kem. Thì bây giờ mình sẽ lấy một ít ra như thế này. Để trong này vẫn còn một ít kem. Chỗ này chúng ta sẽ để tạo hình để gắn lên kem cho xinh. Giờ thì mình sẽ cho vào đây một cái bánh quế. Trong trường hợp khách hàng gọi đó các bạn. Cũng khá là xinh. Một chiếc đĩa màu hồng. Cái trứng thành quả. Đây các bạn. À đúng một đốt ngón tay của mình. Một trái dâu còn nguyên cuống luôn. Mình sẽ không làm cuống đâu. Ôi. Để mình làm lại. Mình thực sự không có khéo tay nên là bạn nào có thể làm đẹp hơn mình thì thôi nhé, coi như là mình làm xấu đi. Chứ đừng có chê bộ kit này. Đây. Bạn xấu như thế. Nhìn chắc cũng ra hình dâu rồi nhỉ. Ngoài đời nhìn nó cũng mờ lắm rồi. Ôi, mình đã phải ra đây có một trái tim các bạn ơi. Mình thích trái tim á. Cái hình gì đấy? Cuối cùng mình sẽ đặt tay cho nó nhanh. Ok, bây giờ sẽ để lên kênh của chúng ta những món thành quả của mình. Một, hai, cái này cái gì, ba,
Đúng. Xin mời mọi người ạ. Ok, giờ mình sẽ ăn kem. Đó. Và ngoài ra thì mình vừa nghĩ ra thêm một cái sáng kiến mới các bạn ạ. Là thay vì mở cửa hàng kim, chúng ta có thể mở cửa hàng mì. Mình sẽ đút vào đây. Nó cũng không nhiều đâu các bạn. Và mình sẽ ép vào đây. Này mình sẽ làm thử xem mình có làm đẹp hơn không. Làm đẹp hơn so với cái máy kia không nha. À, nó rất là cứng. Mình là con gái đã nên khá là khó làm. Ép một tay hơi khó đấy. Mình sẽ phải tay. Là vừa đồng vòng là hết luôn bột. Trong này tiếp tục cho thêm một cái ly vào. Úi giời. Đây xin mọi người ăn mì. Ăn mì ở cửa hàng chúng tôi. Bánh mì từ cửa hàng Fan Block. Rất là dễ lấy ra. Ok, mình sẽ cắt lại trưng bày cho các bạn xem. Ok, video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích thì hãy like, share và đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé. Bye bye các bạn.